Chúng ta đang nhìn thấy một vài món ăn ở trong bình xin cam kia thì nó dễ nhìn món ăn chúng ta có cái gì. Ở đây thì mình nhìn thấy cái bánh Croissant. croissant. Ok, mình không nhớ cái tên tiếng Việt của nó là cái gì lắm Bánh cho sinh lắm. bò. Bánh xinh bò. Ok. Rồi, chúng ta nhìn thấy một cái thớt. Chúng ta nhìn thấy cốc nước cam, chúng ta nhìn thấy quả xoài. Một số đồ ăn. À, cho mình hỏi một chút. Bình thường thì Ngọc có phải làm cái việc này không hay là có người khác làm cho bạn và bạn chỉ việc xếp lên thôi? Yếu huy là sao? Tức là có phải ngồi cắt ra những cái này không hay là có người khác cắt hết rồi mình chỉ việc xếp thôi? Dĩ nhiên đấy là công việc của mình mà. Mình À không thế cắt à? thì ai cắt bây giờ? Không, ví dụ như là có rất nhiều món mà bây giờ có bảo và có thể nhờ mà bạn phụ bếp vào đấy, ví dụ bạn đi chụp ở một nhà hàng mà là ông cắt tôi cái này đi xong rồi để tôi chụp ảnh. Thường thì cũng là như thế, nhưng mà mình thì thường tự làm thì mình sẽ control được mọi thứ cắt đến đâu. Ồ, ok. Tại vì có đôi khi người ta không hiểu ý mình, người ta cắt quá chẳng hạn. Rồi, bạn ấy nhìn thấy là bạn ấy đang cắt cái bánh này sang làm gấp đôi. Chúng ta cắt xong có phải là bạn sẽ phải dọn bớt một nửa đi không? Hôm nay thì mình sẽ set up một cái frame khá là dễ cho các bạn, nhất là các bạn mới chụp hình. Tại vì mình cũng nhận được khá nhiều câu hỏi mọi người là làm thế nào để chụp hình phút tại nhà bây giờ, rồi lúc chụp hình thì bày bố cục như thế nào. Đây mình sẽ cho mọi người xem thử một cái ở trên, nếu mà ở trên thì sẽ như thế nào. Chuyển iPad đi. Đây mọi người sẽ nhìn thấy là từ ở trên thông qua cái iOS 200D của mình thì mọi người đang được nhìn thấy cái bàn này ở phía trên. Nếu mà nhìn ở gần hơn thì nó sẽ như thế này. Mình cũng chưa biết là bạn Ngọc sẽ làm việc với cái này như thế nào. Có vẻ là phần trang trí sắp xong rồi. Chúng ta sẽ có sớm thôi, có một cái setup. Rồi, à quên, một trong những cái mà mọi người nên để ý đấy là cái phần tờ báo này. Tờ báo này là một trong những cái mà gọi là prop rất là hay. Đây mình sẽ đưa sang cái phần nào để mọi người dễ nhìn. Cái tờ kiểu tờ báo như này, đây có phải là ấy không? Đây có phải là báo thật không? Báo thật mà, À thế à? tôi đi công tác tôi mang về mà. Mình thấy là rất nhiều người không quan tâm đến chuyện là sử dụng những cái prop kiểu như này lắm, nhưng mà điên đều rất nên làm. Ngày trước mình đi chụp phút mình biết biết được một tí tí. Nếu bạn muốn tìm những tờ báo này ở Việt Nam mà không tìm thấy thì bạn có thể mua những cái gọi là gì nhỉ? Cái gọi là giấy giấy bọc quà không hình tờ báo. Ở đây ngoài 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 tờ báo thì chúng ta cần phải có bát đĩa nữa. Rồi, bát đĩa là thứ rất là quan trọng. Thường mọi người không để ý gì đến bát đĩa cả, nhưng mà bát đĩa mà không đẹp thì lên hình cũng không thể đẹp được. Ồ, đây tôi có nhìn thấy rất nhiều cái thìa xinh xinh. Đúng rồi, mình là người khá là hay sưu tầm đồ prop, tại vì thứ nhất là nó cũng phục vụ cho công việc của mình, thứ hai là mình cũng hay nấu ăn tại nhà thì mình cũng khá là thích mọi thứ xinh đẹp. Ok. Chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây có một vài cái. Tức là chúng ta vẫn phải bày từng này ra đồ ăn à? Đúng rồi. Đây là món gì đấy? Các bạn tự chế đúng Thứ nào có thể ăn được mà. không? Không, như ý mình là một cái món này là bạn tự nghĩ ra đúng không? Đúng rồi, mình nghĩ ra vì mình nghĩ là hôm nay mình muốn làm demo cho các bạn một thứ gì đấy các bạn có thể dễ hình dung về, thứ nhất là về màu sắc, thứ hai là bố cục chụp hình, và thứ ba là các bạn có thể thử nghiệm tại nhà được. Ok. Tại vì tất cả những thứ này đều không quá là khó kiếm. Chúng ta sẽ nhìn thấy đúng không? Có bánh này thì mua các hàng bánh rất là dễ này. Xoài thì không biết có đang mùa không ta. Xoài thì lúc nào cũng có mùa mà. Thế Bây xin lỗi, mình giờ không hoa giỏi quả. về chuyện đi chợ lắm nên là mình không rõ chuyện này. Bây giờ hoa Nước quả. cam thì ra siêu thị mua là có này. Xong rồi có khi máy 200D là khi đặt vào cũng thích đẹp. Thực Tí nữa sẽ phải xin xin Ngọc điều hành là. ra thỉnh thoảng mình cũng dùng M6 của mình làm phụ kiện. Một cái máy khá là đẹp. Làm prop chụp Kiểu nó rất hình. là Đúng rồi, nó rất classic. là classic. Kiểu cổ điển. Một gợi ý cho các bạn, nói thật là mình rất thích M6. Mấy ngày nay mình bắt đầu được dùng 200D, mình khá là thích chức năng xoay màn hình của 200D, nhưng Thế chắc là sẽ không biết là có chuyển sang cái từ đang từ thích M6 chuyển sang cái máy 200D. mình đang nghĩ là không biết có nên thử với cả màu vàng lúc đi du lịch hay không. Tại Đây vì mình xin xin đính chính lại, đây vẫn là quên, màu bạc. màu bạc và có chi tiết màu 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 cam đất. Đúng rồi, màu cam Sorry đấy. mình nhầm. Tại vì màu vàng nó ảnh hưởng mình quá là nhiều, cho nên bây giờ trong đầu mình chỉ có màu vàng thôi. Ok, đây là setup của chúng ta đúng không ạ? Yeah. Thế thì hôm trước thì Ngọc có nói với mình là về để một setup là thường là có ánh sáng kiểu như nào, bạn thường là thích ánh sáng kiểu như nào nhỉ? Nếu mà là chụp ảnh thông thường tại nhà thì mình thích ánh sáng tự nhiên, nó ánh sáng một phía. Rồi, thế mình để mình Giống xem. như là các bạn có một cái cửa sổ rất là lớn và các bạn sẽ có nguồn ánh sáng trực tiếp từ cửa sổ đấy. Ok. Thế thì hay là bây giờ mình sẽ xem thử xem là tình hình là bạn thử chụp vài kiểu xem, tức là xem ngữ trước đã. Mình sẽ muốn làm cái kiểu là vài kiểu trước. Trước khi mà đến với việc là chúng ta setup ánh sáng trước đã. Đây.
máy này, máy này, máy này, máy này, máy này, xin lỗi. Đây bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cái chức năng màn hình xoay của cái máy ảnh này. Ta sẽ nhìn thấy, cho mình xin cái cam này đi ạ, cho mình xin cái cam từ từ iPad có thấy không? iPad có thấy không nhỉ? Từ từ mình xin lỗi một chút. Rồi chúng ta nhìn thấy iPad rồi. À mình sẽ kết nối lại với iPad, xin lỗi. Không sao, mình cứ chụp đi ạ, mình cứ chụp đi ạ, xong rồi mình sẽ xem thử. Ôi, iPad đang... Rồi, chúng ta, em cứ chụp thử vài kiểu đi, anh sẽ xem đây. À, đây, các bạn có thể rất là dễ dàng nhìn thấy. Bây giờ mình không phải đến cái mức mà phải đứng lên cái bàn hoặc là mình phải cúi xuống như thế này nữa để nhìn thấy cái màn hình này. Nói chung với mình thì cái chức năng này nó giúp mình dễ dàng đây, hơn trong cái việc chụp. Chúng ta sẽ nhìn thấy xuống. Cái iPad đúng không ạ? Đây là màn hình iPad của Ngọc, khi mà nhìn thấy ở trên xuống đúng không ạ? Thì thay vì việc là cứ phải kiễng cái thứ rất nhiều, cái việc này dễ rất nhiều. Ngoài ra nếu mà bạn có một setup ánh sáng từ trên xuống thì nó khá là bóng. Thì việc chọn là dễ hơn. Ví dụ mình có thể lấy nét bằng tay chạm vào cảm ứng ở trên cái màn hình này. Đấy, xin lỗi. Đây iPad này, mọi người sẽ nhìn thấy cái việc mà chọn. Cho mình về màn hình cảm ứng. Vâng. Cái việc mà chọn các cái cảm ứng và nhìn thấy cái điểm nét mà thay đổi ạ. Đấy là một trong những tính năng mà mình thấy khá là hay của những chiếc màn hình cảm ứng. Mình thì hay dùng chế độ menu để chụp hình. Ok. Chủ yếu là mình chỉnh tốc. Thì ở đây các bạn có thể thấy mình cũng khá là dễ chỉnh, tại vì máy này nó cũng tương đối là giống các cái dòng máy khác của Canon. Đúng ạ. Ngoài ra thì cái phím ISO ở phía trên đầu tay, tức là bạn hoàn toàn có thể chỉnh được mọi thông số bằng một bàn tay thôi. Ok, bạn thế muốn bây giờ bạn sẽ muốn ánh sáng từ mình sẽ ánh bây thử. Giờ mình có thể chụp thử nhá. Ok. Chụp thử một tấm hình đây. Từ cái máy này, các bạn có thể nhìn thấy đây là ánh sáng hiện tại trong studio. Để mình xin lỗi, mình lại bấm nhầm ra ngoài mất tí. Ánh sáng hiện tại studio, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái ảnh hiện tại đang có ở trong cái máy này. Đây, mọi người xin thấy cái máy ảnh này chưa ạ? Nó đang mờ dần, nó rõ chưa? Rồi, ánh sáng hiện tại ở studio thì nó cũng từ phía sang, nhưng mà nó bị từ trên xuống rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái ánh sáng từ phòng cái ánh sáng cửa sổ của mình chẳng hạn. Đúng rồi, thì mình sẽ hiểu là ánh sáng cửa sổ vẫn từ trên xuống nhá. Vẫn từ trên này xuống. Mình sẽ thử để mình ra làm người hỗ trợ cho Ngọc chụp ánh sáng thử xem. Ok. Rồi, ánh sáng có vẻ nó hơi yếu so với có lẽ bạn nên khép khẩu vào một chút nữa. Để mình sẽ về được cái màn hình iPad thì mình mới nhìn được mọi thứ như thế nào. Nói chung thì có khá là nhiều style chụp hình. Mình thì đặc biệt thích hình nó hơi tối một chút, có chiều sâu hơn. Còn bây giờ thì xu hướng các bạn, mình thì các bạn hay chụp ánh sáng. Ở đây thì mình hơi tiếc một tí là bởi vì cái đèn mà của studio này đang đánh thẳng trên xuống cái đồ rất là bóng, đấy là nước. Đây mình có thể điều chỉnh góc một chút. Ồ đấy, đấy là một cái mẹo của bạn chụp ảnh, đấy là khi bạn nhìn thấy cái bóng nó phản vào nước quá nhiều thì bạn có thể điều chỉnh góc chụp ảnh. Đấy, các bạn vẫn đang nhìn thấy góc chụp ảnh đúng không ạ? Ồ, trông có vẻ khá là ngon đấy. Mình trông có vẻ, nhưng mà mình mình đã không biết cái ảnh, mình sẽ xem lại ảnh đấy được không? Chúng ta xem lại ảnh đấy đi. Ok, mình có thể xem lại ảnh đấy. Đây. Đây là ảnh vừa chụp xong. Rồi. Nhưng mình không hiểu sao mình có cảm giác cái bánh này trông không giống bánh sừng bò mà trông giống cái đùi gà. Chứng tỏ là rất là ngon, bởi mình thích rất thích ăn gà. Mình nhìn thấy phát là mình thấy kiểu nó rất là thèm ăn. Đây có lẽ là một trong những cái session chụp ảnh mà mình thấy rất là lạ của Ngọc, bởi vì đa phần Ngọc chụp là mình thấy đẹp. Nhưng mà lần này mình thấy thèm ăn nữa cơ. Vì Huy không nhìn thấy bức ảnh ngon của Ngọc thôi mà. Ok, thế thì bạn nên đắp nhiều ảnh ngon lên hơn. Ok, chúng ta thử một góc khác đi nhỉ. Ở đây thì vừa rồi là cái góc từ trên xuống, một cái góc rất là phổ thông. Chúng ta có những góc gì khi chụp ảnh? Mình phút thường xuyên. Mình thì thường chụp góc từ trên xuống, góc 45 độ trách vào hoặc là một góc thật là cận. Chúng ta sẽ thử với góc 45 độ được không ạ? Ok. 45 độ thì bạn sẽ lấy cái phần nào là phần chính nhỉ? Ví dụ như là mình có thể lấy phần để mình sẽ đỡ, mình sẽ lại chạy lại cái màn hình iPad cho mọi người cùng xem được. Bạn sẽ lấy cái nào là chính? Có miếng xoài, phần bánh có miếng xoài là chính. Rồi mình có thể điều chỉnh một chút để cho mắt nó bị lệch hơn. Ánh sáng này mình sẽ vẫn từ trên ánh sáng nhé. Đúng rồi. Cái này có bị dính vào cái gì không ạ? Để mình, nếu mà bạn cần thì bạn cần thêm prop gì không nhỉ? Tạm thời thì không. Rồi, chúng ta sẽ với cái góc nhìn thế này đi. Thực ra trong việc chụp hình thì các bạn nên cố gắng quan sát và điều chỉnh cái bố cục của hình. Ok, có thể ban đầu các bạn sẽ rất là đẹp, nhưng mà khi mà các bạn thay đổi góc chụp ấy thì các bạn cũng nên thay đổi cái bố cục của mọi thứ trong hình. Thì các bạn có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ nhìn về cái góc nhìn mà Ngọc đang làm.
cho máy quay cho xin vào cái phần mà Ngọc đang thực hiện. Ok, em cứ chụp đi. Cho máy quay vào cái phần mà tay của Ngọc đang thực hiện đi ạ. Đó, mình sẽ nhìn thấy là cái việc mà có một cái màn hình xoay lật nó đang tiện như thế nào. Tiện khủng khiếp luôn. Thậm chí là mình có thể điều chỉnh các góc khác hơn, các góc lạ hơn. Đó. Ở đây chúng ta nhìn thấy là cái bánh sừng bò và miếng xoài mình vẫn nhầm nó là đùi gà. Và cái dĩa nó rất là xinh. Không hiểu sao lại có thể nhầm vào đùi gà được. Không, có lẽ là cái màu của mình đang đói bởi vì hôm nay là mình chưa ăn tối luôn. Làm livestream mà rất là khổ sở. Đến đây tôi đã chạy 400 calo đấy. Tôi đang rất nỗ lực để gầy. Ok, đấy không phải là mình. Tôi tưởng là việc chụp ảnh đồ ăn phải lúc nào phải làm người ta thèm ăn. Nhưng mà vừa rồi rất đẹp, đúng không? Vừa rồi rất đẹp. Hay là các bạn có thể chụp góc gần hơn chẳng hạn. Gần hơn à? Xin lưu ý là từ nãy giờ Ngọc vẫn đang chụp ảnh với một chiếc ống kính kít. Đúng rồi. Chúng ta vẫn đang chụp ảnh với một ống kính kít. Thường thì Ngọc thích được ống fix hơn. Cho nên là cái việc Ngọc chụp thì Ngọc hay bị nghĩ là mình đã auto dùng ống. À, có như vừa rồi bạn chụp có gặp vấn đề gì đâu nhỉ? Mình vẫn thấy bạn vẫn đang ok với cái việc này. Mình đang dùng chân của mình làm chế độ zoom. Không, nhưng với ống kính này thì không, đúng rồi, từ nãy giờ thì Ngọc đang fix một cái góc và cứ thế mà zoom ra zoom vào bằng chân thôi. Thường chứ thì hoàn toàn là không có cái pháp di chuyển nào như thế. Một cái góc mà mình khá một cái ống kính mà mình khá là thích là ống 85. Ống 85. Đúng rồi. Khi mà mình nói mình chụp ống 85 chụp phốt thì mọi người thường không hiểu tại sao. Ồ, không đến mức như thế đâu, bởi vì mình nhìn thấy ở đây. Thứ nhất ý, là bạn đang xoay ở mức bao nhiêu nhỉ? Mình bây giờ đang... Không, bạn đang ở... Chưa, bạn vẫn chưa lên 55, bạn lên 55 thì khác gì được 85 đâu. Bình thường mình dùng ống fix 85 để chụp phốt. Đó. Bạn có biết là mọi người chụp phốt sẽ không prefer cái ống 85 vì nó khá là bất tiện. Nhưng mà ống 85 là cái ống đầu tiên mình đã dùng nên là mình cảm thấy mình có thể control được nó khá tốt cho nên là mình vẫn luôn dùng ống 85. Có lẽ nó là một cảm giác rất thân thiện. Đúng rồi. Anh đẹp trai ở ngoài đang muốn là... Úi chết, tí rơi. Rồi, bạn có ở ngoài bạn có muốn đổi ống kính không? Có thể đổi ống 85 được không? Không có ống 85 ở đây. À có 85 à? À xin lỗi, có 85. 100. Không, 100 đây là 100 chứ không phải 85. Ống 85, có 85 đúng không ạ? Không, có 85 cho Ngọc luôn. Để cho Ngọc được phát huy sở trường của Ngọc. Không thì lại bảo là ấy. Nhưng như vừa rồi chúng ta phải nhìn lại một vài bức ảnh vừa rồi. Chúng ta sẽ xem lại một vài bức ảnh vừa rồi. Ôi, Ngọc có tắt máy đi mất không? Xin đừng tắt máy. xin đừng tắt máy. Ngọc tắt máy mất, đấy là chúng ta lại không nhìn thấy ảnh vừa rồi. Không sao, đợi một chút để kết nối lại với cả đấy. Chúng ta sẽ về cái màn hình bình thường được không ạ? Đang nào cũng phải đổi ống kính. Không sao. Chúng ta đã nhìn thấy là Ngọc đang đổi ống kính 85. Lâu quá không chụp ảnh đúng không ạ? Một cái ống mà Ngọc rất là thích. Cho mình xin lỗi một chút, mình sẽ phải cần kết nối lại với cái ống kính, với cái máy ảnh. Đúng không ạ? Bạn sẽ cần kết nối lại. Bạn vào menu được không ạ? Mình sẽ chỉ cho bạn cách kết nối. Cách kết nối về wifi vô cùng đơn giản thôi, nó không có gì nhiều lắm, khó lắm. Đấy, đúng rồi, vào cái đấy đấy ạ. Bạn sẽ vào... Wifi function chính xác ạ. Bạn vào iPad ạ. Đợi tí xem mình có ra được hay không. Đúng, chính xác rồi. Okay. Xin lỗi. Rồi, chúng ta lại kết nối lại được rồi. Okay. Rồi, xin mời ông 85 của Ngọc. Mọi người có thể nhìn thấy ông 85 chưa ạ? Cho xin lỗi. Ông 85 là một cái ống kính. Có lẽ nhưng bạn nên nhớ đây là ông 85 trên máy ảnh crop đấy nhá. Yeah. Rồi, mình sẽ để lại ánh sáng cho nó đẹp. Ngọc có vẻ đang khó khăn với việc lấy nét. Có lấy nét được không? Hình như đây đang... Rồi. Ôi, tôi nhìn thấy ống 85 lên một cái tôi thấy khá là yêu thương rồi đấy. Bởi vì trông có vẻ nó sắc nét hơn ống kính kinh kít. Nên các bạn có thể suy nghĩ việc mua 200D và có ống 85. Ồ. Ở đây thì mình đang thấy là Ngọc đang lấy nét vào những quả xoài, à những lát xoài, xin lỗi. Nếu mà các bạn nữ có cảm giác giống mình khi mà chụp máy này thì thứ nhất mình tay mình khá là yếu, cho nên cái việc mà chụp run tay với mình là chuyện rất là bình thường. Các bạn có thể nhìn thấy trên live view tay mình rất là run. Ngọc có lẽ là nên tăng tốc lên một chút thì sẽ đỡ hơn. Okay. Nó sẽ tăng lên chứ không phải là giảm đi ạ. Ý mình là cho nó nhanh lên. Ngọc đang giảm đi hơi nhiều một chút.
bạn xoay chính nhỉ? Xoay lên khoảng, chắc là xoay lên khoảng 200 gì đó đi, xong rồi tăng ISO lên cũng được mà. Rồi tăng ISO lên thôi, ISO ngay phía trước mặt, khá là dễ dùng. Trông có vẻ đẹp đấy. Chúng góc cận lại tấm hình vừa nãy nha, để các bạn dễ so sánh. Rồi bạn cứ chụp về tí nữa, mình sẽ cho show ảnh cho khán giả xem một thể. Mình không biết là có ai giống mình không. Đang đói thì chớ lỡ chụp ảnh đồ ăn. Mình có thể thử lại với cái góc từ trên xuống. Góc từ trên xuống thì ống kính 85. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy cái khó khăn của việc chụp ống 85 là ống 85 rất hẹp. Chính xác. Ví dụ bây giờ mình dùng một cái máy ảnh thông thường mà màn hình nó fix vô đây. Đúng rồi. Thì cho mình xin cái góc mà nhìn đấy. Là như thế này, mình không phải nào mình nhìn thấy bên trên. Mà bây giờ mình muốn nhìn bên trên chắc mình phải cần một cái ghế. Cho xin góc toàn ra thì cho dễ nhìn hơn chút. Hoặc là mình kiễng lên thì mình có thể nhìn thấy được. Đúng rồi. Đó. Đấy, tức là việc chúng ta nhìn thấy ống kính 85 thì ở đây thì Ngọc đã đang xin lỗi, rất xin lỗi từ đấy rồi, mình đánh sáng cứ vào mặt người ta. Đấy thì là Ngọc đã ở rất là gần. Đây cái... là công việc rất bình thường của mình khi mình cầm một cái máy ví dụ 6D hoặc 5D Mark 2, 5D Mark 4. Mình lúc nào cũng trong tình trạng như này. Ok. Ví dụ photographer cầm chẳng hạn, mình cũng sẽ đứng ở cái vị trí này xong kiễng lên như này để nhìn xem là cái góc ảnh nó như thế nào. Và nét có đang lấy đúng không? Mình đang phải nhìn xem ánh sáng của mình có đây có đúng không? Từ nãy giờ mình setup sáng nó hơi mình hỗ trợ sáng nó hơi tù. Okay, mình rất xin lỗi. Nhưng mà với cái màn hình này thì các bạn thấy mình sẽ không phải kiễng nữa, mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Lỗi demo hơi nhiều biết thế là bạn làm thế nhanh hơn không? Mình cứ nhìn ra cũng hơi khổ. Đây các bạn có thể dùng cái màn hình này tự dùng tay chạm vào cảm ứng để lấy nét, không khác gì iPhone. Ok. Mình thấy hay mà, tình huống này hay đấy. Chúng ta cần một bức ảnh đẹp thôi để khoe với mọi người nào. Nếu muốn góc rộng hơn, bạn có thể nâng cao máy hơn. Mình nhìn thấy cái phần mà nào đẹp hơn nhỉ? Đấy, cái phần đấy trông có vẻ hợp lý đấy. Như mình muốn nói, nó vẫn trong cái đuôi cả. Không hiểu tại sao. Bạn có thể lấy nét bằng tay luôn. Tạo màn hình cảm ứng. Bạn có bức ảnh nào ưng ý chưa? Mình có nhiều bức ưng ý rồi. Tức là vừa rồi cơ? Có rồi, có hết rồi mà. Ok. Thì chúng ta sẽ thêm một vài kiểu ảnh trước khi... Kiểu ảnh trước khi chúng mình... Vào xem bức ảnh cuối cùng. Thì tí chúng mình có thể thử zoom và thử crop. Một công việc mà mình rất thường làm trong phần hậu kỳ là crop ảnh. Việc crop ảnh chiếm bao nhiêu phần trăm thành công của bức ảnh đó? Thực ra việc crop ảnh nó sẽ giúp okay. Cho cái layout của bạn đẹp hơn. Rồi, tức là đã xong rồi đúng không ạ? Rồi. Chúng ta sẽ về phần xem ảnh được không ạ? Rồi, có thể xin lỗi. Chúng ta sẽ cái ghế này chắc là vẫn ok, được, không sao. Chúng ta sẽ về góc toàn được không? Rồi, chúng ta mỗi người về chỗ đấy. Rồi. Chúng ta sẽ về xin lỗi mọi người. Tôi chết rồi, rơi mất cái ai anh đẹp. Ok. Chào mừng các bạn đã về với Nhiếp ảnh 360 live một lần nữa. Thì sau một phần chụp thử xong thì chúng ta sẽ có khá nhiều bức ảnh. Thì ở đây, tôi xin lỗi, xin màn hình iPad được không ạ? Đã đến lúc mà chúng ta được chọn những bức ảnh bạn muốn. Bạn thích bức nào nhất để mà để demo cho khán giả? Ôi. Các bạn có thể nhìn thấy là cái máy ảnh này cái khả năng lấy nét của nó rất là tốt. Với một người mà tay run như mình, các bạn có thể nhìn thấy cái live view vừa nãy của mình cực kỳ run tay. Mình phải công nhận đấy là một cái điều mọi người hay gọi mình là nữ hoàng ao nét, vì mình thực sự là ao. Mình lúc mới đầu tiên mình chụp ảnh cũng hay ao nét, giờ đỡ rồi. Tay mình khá yếu. Ảnh đẹp quá. Nhìn thấy rất là thèm ăn. Mình đã bảo rồi đấy, có lẽ là một trong những lúc mà cái session chụp ảnh mà rất là hiếm hoi của Ngọc mà mình cảm thấy rất là ngon. Đa phần là đẹp thôi. Bởi vì Ngọc có cái phong cách mà mình nhớ là mình đang ngồi trên chuyến bay và mình mở cái Heritage ra, mình bảo ảnh này chắc chắn mình biết. Thế là mở ra đúng Ngọc thật, đúng Ngọc thứ nào là stylist luôn. Nó rất là giống, rất là nó mang cảm giác nó rất là thân thuộc. Ok, mình có thể chọn bức ảnh từ trên xuống lên trước đi. Đồng ý. Là một bức ảnh góc khá là rộng. Mà mình hay gọi là ảnh landscape. Rồi, chúng ta sẽ có một bức ảnh như thế này. Nhưng mà bạn có thể làm thêm bức ảnh nữa luôn, chọn bức ảnh khác luôn thì mình sẽ... Đấy, bạn có thể nhìn thấy việc chuyển ảnh qua khá là dễ dàng, chuyển xong rồi, thế là xong mất rồi. Cái này rất là tiện để các bạn đi du lịch. Các bạn có thể chuyển thẳng ảnh từ máy ảnh vào điện thoại hoặc iPad, sau đó chỉnh sửa ảnh sơ bộ bằng VS Code xong rồi. Rồi, mời bạn chọn thêm một tấm ảnh nữa đi. Chúng ta xem một tấm ảnh nữa. Instagram. Và chọn thêm một tấm ảnh nữa thì sẽ có... Chọn thêm một tấm ảnh
ảnh dọc. Ảnh dọc. Quyển mật đúng laser và để một cái máy ảnh nó vào, nó làm đề mụn đều gọi là như thế nào cho nó khủng khủng. Lần sau mình sẽ bắt, mình sẽ có gọi là một yêu cầu khó khăn cho khách mời. Thật ra thì ban đầu tiên ấy, mình định làm cái số này là làm về 200D là mình định mời khách mời, bắt khách mời là phải chụp ảnh chân dung cơ. Một full stylist phải chụp ảnh chân dung. Thế nhưng mà về sau mình nghĩ lại là số đầu tiên thì thôi không làm khó khách mời quá đáng. Là mình quyết định cho Ngọc được chụp ảnh sở trường. Okay. Và có vẻ là mình cũng đang đúng khi chụp đẹp, ảnh rất là đẹp. Mình vừa mới chọn 3 tấm hình. 3 tấm à? Ừ. Được chưa? Đủ chưa? Ok, đủ rồi. Đây à? Mình mới đem hết 1 tấm à? 2 tấm rồi, download xuống rồi. Ok, rồi. Thế thì bây giờ mình vào phần chỉnh ảnh thôi nhỉ? Ngọc dùng Vesco đúng không? Một cái phần mềm rất là thông dụng khi chụp ảnh. Rồi, mời bạn làm thao tác luôn, mình sẽ ngó xem. Đây mình nhìn được luôn mà. Rồi. Bạn sẽ chuyển sang màn hình iPad tại vì cái này mình cũng được mọi người hỏi rất là nhiều. Mọi người hỏi mình về công thức chỉnh ảnh rất là nhiều mà đôi khi mình share trên Instagram thì mọi người không có follow được cụ thể. Nên các bạn có thể tham khảo một số công thức chỉnh màu của mình, nó cũng khá đơn giản thôi. Ở nhà thì các bạn có thể dùng A6. Nhưng mình thấy có vẻ là hơi bị lợi đấy. Tức là xem một cái livestream ngoài việc là được biết chụp ảnh nó rất là đơn giản như thế này, một cái live setup. Mình từ nãy giờ cứ thế cầm cái ánh led đánh từ trên sang rất là nhẹ nhàng. Và đánh thẳng vào mặt tôi. Thi thoảng thôi. Thì bây giờ lại còn biết được bí quyết chỉnh màu của food blogger food stylist nổi tiếng. Tôi thấy xem livestream này hơi bị lợi. Sau này có thể dùng màu G. Giá như có nhiều livestream như thế này. Màu G2. Tức là bạn có màu sở trường là màu A6 này. Ừ, màu G. Màu G. Và màu C. C là màu gì? Có nhiều C lắm, mình nhớ là cái C3 hoặc C8. Rồi, ok. Cái màu mình khá là thích. Trông mà hơi bị được đấy. Tại sao bạn lại thích dùng cái màu, ví dụ như là ở đây trên mình có thể nhìn thấy nhiều màu, màu xanh này, màu xanh là cây này, màu vàng này, màu cam. Ở đây thì mình nhìn thấy khá là nhiều màu nóng và một màu hơi lạnh lạnh hơn một tí. Đây có phải là cách mình làm hay không? Thực ra thì đối với mình mà nói, mình là một người học mỹ thuật, cái việc mà sắp xếp bố cục trong ảnh nó cũng giống như là việc mình được học ở trường trước kia, như việc vẽ tranh thôi. Không, đây mình nói về màu sắc nhiều hơn chứ về bố cục thì thôi ok, đẹp rồi nhìn ok. Nhưng màu sắc có phải là bạn cố tình đẹp đặt một cái cây xanh xanh kia, lá xanh xanh để làm ngược lại cái yếu tố ấy không? Đúng rồi, tại vì bạn thường ví dụ bạn nhìn bức tranh mà toàn màu nóng ấy, bao giờ cũng sẽ có một chi tiết màu lạnh để cân bằng lại. Ok. Thực ra ngày xưa mình khá là ghét đi học. Có một chuyện rất là vui thế này, hồi mà Canon làm giới thiệu máy ảnh 5DSR thì mình có là người tham gia review của máy ảnh đấy. Ngày hôm đấy mình đã bị đình chỉ tốt nghiệp. Và cảm ơn Canon. Xin lỗi, thì tôi đã không được tốt nghiệp với Canon. Nhưng tôi vẫn tốt nghiệp đúng không? Ok, tôi vẫn tốt nghiệp nhưng mà đấy là công sức các thầy cô xin cho tôi tốt nghiệp. Rồi, không sao, chúng ta học tốt mà. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy họ thành quả luôn, đấy là Canon lại tiếp tục lại mời Ngọc đến đây, mặc dù may quá không điều chỉnh cái gì cả, lần này không điều chỉnh gì cả. Ở đây khán giả được xem nhiều hơn về những cái khả năng của Ngọc. Trường chắc tự hào đấy. Mà cũng không phải đi chơi gì, mà chẳng qua là đi làm tí thôi. Tôi đã bị suýt định chỉ tốt nghiệp. Suýt thôi, không sao đâu. Đấy, trông bắt đầu bức ảnh có vẻ ngon mắt hơn nữa. Nó rất không ổn với người đang đói cho tôi. Không ổn tí nào. Sơ bộ thì mình đã chỉnh. Ở đây cho mình hỏi một tí nhá, ở bức ảnh này đi. Thì đâu là chủ thể chính của bạn? Chủ thể chính của mình chính là ba chiếc quang xoăn. Các bạn có thể nhìn thấy đây một bức ảnh rất là rộng. Có hai phần rất là to trên hình này là một cái đĩa bánh có hai chiếc bánh và một cái thớt. Ví dụ bây giờ trong trường hợp mình muốn có một cái layout mà chỉ có một phần bánh thì mình sẽ crop nó lại. Đây là việc mình rất thường hay làm. Chiêu này có vẻ lợi hại. Chiêu này lợi hại ghê. Đây là dùng cho các bạn khi đi du lịch mà các bạn chụp xong các bạn quên mất là mình chưa chụp cái góc mình muốn. Ví dụ bạn quên không chụp góc cận chẳng hạn, bạn chỉ chụp được mỗi một cái hình to thôi. Mình rất muốn phỏng vấn cái tình huống này. Đấy là tình huống này là bạn tính trước hay là bạn đến lúc chụp xong rồi bạn mới chơi? Thực ra cái việc này nó là auto trong cuộc đời mình rồi. Rồi, tức là không phải tính trước cái gì. Đúng rồi. Các bạn thấy không, bạn bây giờ sẽ có bức ảnh mới rồi. Được rồi. Mình sẽ xem nó có nét không nhá. Mình thấy nét quá, thấy có vẻ có là nét. Thấy cả cái vệt vệt bánh. Với cái bức ảnh, với cái lúc mà bạn zoom gần vào thì mình không nghĩ nó là đùi gà nữa. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là một cái bức hình bạn crop từ một cái bức hình lớn hơn. Cái việc này lúc đầu chương trình mình có nói rồi, mình khá là hay sử dụng đến cái tình huống này trong những trường hợp mà mình cần thêm ảnh chẳng hạn, nhưng mà cái buổi chụp đã kết thúc. Không, rất hợp lý. Với đặc biệt là với số megapixel lên 24 thì hoàn thoải mái đi, chắc bạn crop nữa vẫn được. Thực ra cái chức năng này rất là hữu dụng với việc đi du lịch. Chính xác. Ví dụ các bạn
vừa mới kịp chụp một bức hình thôi mà mọi người đã ăn hết rồi chẳng hạn. À không, cái này thì mình thấy đi làm cũng hay gặp này. Thấy kiểu chụp xong rồi, ok ok xong rồi, đóng máy rồi. Thấy ăn xong lúc sau, quên mất chụp kiểu này. Cái này cũng bình thường mà. Cái này các bạn sẽ biết là đây là một chuyện rất là bình thường trong cuộc sống. Mình thấy bình thường thật sự, phải gặp rồi. Ở đây mình có bức ảnh tối hơn, bức ảnh sáng hơn ở cùng một góc. Nhưng mà mình sẽ chọn bức tối hơn nha. Tại sao? Mình muốn thử chỉnh bức tối hơn lên xem với cái điều kiện này thì nó có bị nhiễu ảnh hoặc là... Ok, cô gái này có sở thích thử thách những cái máy ảnh. Tại vì các bạn biết đấy, khi mà các bạn đi du lịch ấy, các bạn chụp hình, các bạn không có nhiều thời gian để nghĩ về chụp hình đâu. Nhất là với những người mà mới sử dụng. Thế là vừa rồi là vừa tháo tăng mì ăn liền rất rất đã. Là bạn copy ngay sang kia sang. Nhưng mà có lẽ là đúng vì với là với cái điều kiện ánh sáng tuyệt vời tôi sẽ setup trước rồi. Nó thẳng mặt tôi. thì cái việc mà áp sang cũng hợp lý thôi, không sao à? Được, bức ảnh trông có vẻ rất là deep vậy. Đây này, đây mới là cái bức ảnh mà phong cách của Ngọc nhiều nhất này. Tôi không thể ăn bức này. Các bạn biết là ai cũng có nhu cầu up ảnh lên trên Instagram thôi ấy. Nhưng mà up thế nào để cái feed của mình nó cùng màu, nó cùng đẹp ấy. Ủa cái này hay, cái này mình học hỏi. Nhưng mà bởi vì như thế này, nếu mà Ngọc làm đồ ăn suốt thì ok. Nhưng mà ví dụ như mình chụp từ đồ ăn, mình chụp đi chơi, chụp cái khác làm sao mà mix được vào với nhau nhỉ? Khó đấy. Các bạn có thể tham khảo Instagram của mình mix màu rất là đẹp. Tí nữa sẽ có Instagram. Nếu Ngọc muốn thì Ngọc tự bơi lên fanpage Canon Việt Nam nhé. Okay. Xong rồi đánh Instagram và vào đây các bạn vào follow mình đi. Đây các bạn có thể so sánh hai bức ảnh này của mình. Ví dụ bức hình này mình có thể tăng contrast hơn một chút. Thôi vô địch rồi. Tôi đã bảo mà tôi mời khách mời là chuẩn đấy, hợp lý đấy. Ra cái sản phẩm như thế này thì chắc là máy này bán đắt hơn tôm tươi thôi. Được, cái này. Đây, bạn sẽ có hai bức ảnh khá là gần nhau về màu sắc và tông màu. Đẹp. Không, thực ra thì mình thích cái bức ảnh rộng hơn vì nó có cảm giác cho mình nhiều thứ hơn, mình thấy hay hơn. Không, đấy là cái rất hay thật sự. Crop vào thì vẫn ok hơn. Nhưng mình vẫn thích cái rộng hơn, nó rộng nhiều cảm giác nó các bạn okay. có thể crop một cái góc khác chẳng hạn. Ủa, ảo hơn ra một bức hình khác. Không, mình thấy crop rộng từ như vừa rồi, mình vẫn thích cái xanh. Các bạn có ấy. Thể dùng hình này để làm cover Facebook cũng được. Ok. Kiểu cứ càng chỉnh càng thấy ảo. Thực sự là mình là người rất thích crop ảnh. Mình nói thẳng thắn về việc này luôn, mình là người rất thích crop ảnh. Cho nên cái độ phân giải mình rất quan trọng. Thảo nào chúng ta sẽ có một máy ảnh lý tưởng của đối với Ngọc là phải có độ phân giải lớn. Chúng ta sẽ nhìn thấy đúng ra từ nãy giờ với một bức ảnh này có thể crop ra mấy option được nhỉ? Một option này này. Ba option rồi. Thậm chí đấy. 4, nếu các bạn muốn bất cứ góc nào. Nhưng mà mình vẫn muốn nói là đấy, nếu mà chụp với một chiếc 5DSR thì chả nói làm gì. Nhưng mà đây là chụp với một chiếc 200D, tức là nó thuộc lại phân khúc bình thường, bình dân. Người ta xem dễ, người ta mua rất là dễ. Thì hoàn toàn rất ok đúng không ạ, chất lượng hình ảnh nó cũng hoàn toàn ổn. Bạn đã nhìn ở đây là cực kỳ nét, nét hoàn toàn luôn. Chiếc ống kính này nó, à đấy, đây là chụp bằng ống kít nhá, ống kít. Góc rộng này sẽ là ống kít. Bạn đã nhìn chất lượng hình ảnh rất tốt. Thì đây là mình thấy thật sự đây là một trong những cái làm cho mình thấy rất là phù hợp với cái người dùng như là Ngọc đúng không? Mình đến bây giờ thì mình thấy ít nhất là phù hợp rồi.